đi hơn 200 km đến nơi gặp môi giới rồi mới vỡ ra là tất cả những gì mình được cung cấp là không có thật. Nhưng mà đã là rất may mắn rồi đó anh chị, còn nhiều người đang ngồi viết giấy cọc nữa kìa, nhìn người ta viết giấy cọc mà mình đau lòng thay luôn. Xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong cái video ngày hôm nay, Hiệp sẽ chia sẻ với anh chị cái câu chuyện là mình bị cái tin giả nó cuốn hút, và cái may mắn là mình tốn rất là ít tiền. Cái tiền mà để đi lại, ăn uống và cái tiền di chuyển đó anh chị, và cái chi phí về mặt thời gian và chi phí cơ hội. Chứ còn nhiều người là còn đang ngồi xuống tiền luôn anh chị, đang ngồi xuống tiền luôn, đang viết giấy cọc luôn. Thì cái việc viết giấy cọc là hôm sau Hiệp sẽ có một cái quy trình về viết cái giấy cọc nó rất là chặt chẽ để chia sẻ cho mọi người sau. Nhưng cái câu chuyện hôm nay là xử lý cái vấn đề tin giả và mình phải làm như thế nào. Và đây là một cái video dựa trên trải nghiệm có thật anh chị nha, dựa trên trải nghiệm có thật. Hiệp là một người làm thực tế, Hiệp có học thuật, vì Hiệp là nhà đào tạo chính quy nha anh chị nha, chứ không phải là tự phong đâu. Thứ hai là Hiệp có cái kinh nghiệm ở trong quá trình mười mấy năm làm nghề của mình rồi, và đào tạo nữa anh chị. Cái thứ ba là Hiệp có những cái trải nghiệm, và trong tất cả cái video của Hiệp, Hiệp chia sẻ cái quá trình thực chiến của Hiệp để giúp cho mọi người xem cái video của Hiệp rồi sẽ có những cái kinh nghiệm và không vướng phải vào những cái điều xấu đó anh chị. Và mình sẽ có cái công cụ, có phương pháp, có tư duy để hướng đến cái sự hiệu quả trong quá trình mình làm. Và khi xem anh chị, nếu thấy nó quan trọng nhớ lấy giấy viết ghi ra, bởi vì cái trí nhớ của mình á, mình chỉ nhớ tạm thời là chính thôi. Mình nghe được 10 điều nhưng mình chỉ nhớ thường được có 3 điều thôi. Rồi 3 điều này mà mình không đụng đến nó, mình cũng sẽ sớm quên thôi. Chứ mình nhớ ghi giấy viết nếu mình cảm thấy nó cần thiết nha. Và đặc biệt khuyến khích Hiệp và đội ngũ cộng sự, đó cái đội ngũ mà đang ngày đêm hỗ trợ anh chị đó, và edit cái video này cho anh chị xem đó, hãy khuyến khích Hiệp và mọi người bằng bấm like và chia sẻ video này nha. Và đặc biệt anh chị nào đang xem mà chưa đăng ký, bấm vào nút đăng ký ở bên dưới, bấm nút đăng ký bên dưới để không bỏ lỡ tất cả các cái video rất giá trị của Hiệp. Và đây là cái quá trình mà trải qua Hiệp có thể chia sẻ với mọi người, đó là xương máu của mình đó anh chị. Xương máu của Hiệp đã trải qua hết rồi, chia sẻ lại cho mọi người nha. Rồi, bây giờ vào cái chủ đề, quay lại cái nội dung ngày hôm nay là đi rất là xa, đến nơi thì tất cả những gì mà mình được cung cấp anh chị, nó hoàn toàn nó không có giống một chút xíu nào luôn. Mình cung cấp một đằng thì thực tế một nẻo, nó khác xa lắm, không có cơ hội để mà có thể tiến hành luôn anh chị. Thì tại sao môi giới làm được việc này? Thì Hiệp chia ra làm 3 cái nhóm người ở trong quá trình mình làm. Cái nhóm người thứ nhất á, là cái nhóm người mà may mắn mà họ nhận ra ngay từ đầu. Đây là nhóm người may mắn nhất, nhưng mà không phải là may mắn là do ngẫu nhiên nên chị. Phải có kiến thức và kinh nghiệm thì mới nhìn ra. Và đến cái phần thứ hai Hiệp sẽ chia sẻ là tại sao và Hiệp phải là người trải nghiệm. Thì khi mà mình biết đó là những cái tin nó không có thật, những cái tin giả, cái tin thu hút mà mang cái tính chất lùa anh chị, thì mình né nó ngay từ đầu. Thì những người đó có thể đã phải trả giá trước đây rồi, hoặc là thông qua một cái khóa huấn luyện nào đó, hoặc ít ra họ đã tự rút được kinh nghiệm, mà cái phần tự rút nó ít lắm. Bởi vì không tự ngồi nhà mà nghĩ ra được đâu anh chị, hiếm lắm. Hiếm người như thế, hiếm lắm. Đó là nhóm người thứ nhất, họ không tốn tiền, không tốn thời gian và không bị rủi ro. Cái nhóm người thứ hai là bắt đầu là nhóm này nhiều rồi nè anh chị nè. Cái đó nhóm người là nửa tin và nửa không. Đó, cái nhóm người này dễ bị dính lắm. Là nhóm người này là thuộc nhóm người là ít có kinh nghiệm. Nhóm người ít có kinh nghiệm cho nên là họ vẫn cầu may và đến xem. Còn riêng Hiệp thì Hiệp biết chắc rồi, nhưng mà Hiệp chia sẻ với anh chị từ trước đó là Hiệp phải có trải nghiệm. Khi mình có trải nghiệm thực tế đó anh chị thì mình mới có thể chia sẻ, giúp đỡ, hoặc mình là người trải nghiệm thì mình sẽ nắm rất sâu và rất vững về các cái vấn đề này. Đó là cái khác biệt anh chị. Thì khi mà mình chưa có nhiều cái kinh nghiệm, mình sẽ đi đến nơi. Và khi đến nơi rồi thì mình sẽ thấy là cái mà mình nghi ngờ đó, những cái điểm mà mình cần kiểm soát đó, thì bây giờ mình tới nơi mình phát hiện ra là nó không có đúng như những cái mong muốn của mình. Mình thay đổi, mình không tiến hành nữa. Nhưng mà mình sẽ phải chịu những cái rủi ro nhất định. Cái rủi ro thứ nhất là tốn về cái phần đi lại, chi phí. Thứ hai là thời gian, công sức của anh chị, cơ hội. Và có một cái là mọi người ít để ý, cái rủi ro về mất mát. Khi anh chị đi lại ăn uống hoặc là tài xế xe cộ, nó chỉ có tốn anh chị đâu đó khoảng 5-10 triệu thôi là khá là nhiều. Thậm chí 2-3 triệu gì đó đại loại đi một ngày, ví dụ là vậy. Nhưng đôi lúc anh chị đi xem đất thực tế đó,
chứ nó không có đưa sổ cho anh chị xem đâu. Không có phải người ta đã mục tiêu như vậy rồi mà họ không có đưa các cái thông tin đầy đủ cho anh chị đâu. Mọi người sẽ nói là ủa sao không chịu kiểm tra hết thông tin rồi đi. Nếu như vậy còn gì để nói nữa anh chị. Cho nên là họ nó sẽ dẫn anh chị đi xem đất. Và khi dẫn, anh chị là người bị động hay anh chị là người chủ động? Anh chị là người bị động và họ dẫn đi đâu anh chị chưa lường trước, chưa biết chắc là mình sẽ đi đâu và làm cái gì. Nếu anh chị hợp tác thì ok. Nếu anh chị không hợp tác thì có thể hoặc là phản ứng lại. Nhiều người họ gắt lắm anh chị, họ khó chịu lắm. Họ phản ứng lại thì có thể sẽ xảy ra cái gì anh chị? Sẽ ra va chạm giữa hai bên. Và khi xảy ra va chạm chắc chắn là mình là người bị thiệt. Bởi vì thứ nhất mình từ người chỗ khác đến, thứ hai là mình là ít người, thứ ba là người bị động là mình, còn nó là người chủ động, chứ ngõ nào ngõ mình cũng sẽ bị thiệt. Cho nên lời khuyên đầu tiên đến cái điểm này là mình đừng có nổi nóng, đừng có nổi nóng nha anh chị. Cái thứ hai nữa là mình chấp nhận mình mất một khoản tiền đi. Nếu mình đi taxi tới ha, hoặc là nó chở mình tới thì mình chấp nhận tìm cách nào đó thoát ra khỏi vị trí này, đi taxi, đi bất kể cái phương tiện nào về cũng được anh chị. Đừng có tiếc tiền cái đoạn này, đến đoạn này mà còn tiếc tiền nữa thì thua rồi. Ai mà tiếc tiền những cái khoản tiền nhỏ quá thì thua, không làm được thì phải thoát ra bằng mọi giá. Cái điều nữa là nếu mà mình tự đi xe tới đó, nó dẫn mình vào ở chỗ nào đó, khi mà xảy ra một cái điều kiện gì đó mà không thuận lợi, có thể mình sẽ bị cướp giật, đó là chuyện bình thường. Hoặc là bị mất mát, bị giật, bị này nọ cái kiểu mà có thể là bị giàn cảnh, đó là chuyện rất bình thường anh chị. Bởi vì mục tiêu của họ từ đầu là phải kiếm tài sản, kiếm cái tiền từ mình bằng mọi giá rồi, thì họ không ngại những cái chuyện đó đâu. Cho nên đây là cái rủi ro mà cái nhóm người thứ hai dễ gặp phải. Còn nhóm người thứ ba là đầu ở video Hiệp chia sẻ đó, anh chị, Hiệp thấy người ta ngồi viết cọc thì Hiệp thấy thương luôn. Mình không can thiệp được, không can thiệp được anh chị. Bởi vì mình vào cái vùng đất khác rồi mà mình muốn can thiệp, mình không đủ cái quyền lực và chức năng, khó ha. Và mình cũng không có đủ cái thông tin để kiểm soát là họ đang làm cái gì. Mình chỉ biết là cái cuốn giấy cọc mà mọi người hay mua mẫu á, 80 ngàn một cuốn á, ngoài đó, nó ngồi viết giấy đó. Và rủi ro là hoàn toàn là người mua là chịu. Đó là cái nhóm người thứ ba, là họ không có kiến thức, không có kỹ năng. Vậy có thể anh chị sẽ nói đâu đó, mỗi người một góc nhìn khác nhau mà, sẽ nói là ôi trời ơi, nó giả gì mà tự nhiên ai đâu ngu mà lũi vô mua. Bây giờ Hiệp đặt lại một câu hỏi ngược lại với anh chị là nếu ai cũng nhận ra đó là giả, ai cũng nhận ra đó là lùa gà, ai cũng nhận ra đó là bất lợi, thì tại sao những cái người làm việc kiểu này là họ còn tồn tại? Nếu họ không có khách hàng thì một tháng, hai tháng gì đó họ cũng phải dẹp tiệm, họ nghỉ thôi, không có thu nhập. Ai cũng biết là nó xạo rồi thì làm sao có thu nhập, thì làm sao nó hoạt động được. Mà anh chị thấy đâu đó, Hiệp cũng không nói thẳng ra vùng luôn ha. Cái này để cơ quan chức năng làm và đã lên báo luôn rồi. Thì mọi người đang thấy là nó phải đang làm được rất tốt, nó mới có một cái đội ngũ, một cái ekip rất đông anh chị để làm cái việc này. Còn nếu không có thì nó đã dẹp lâu rồi. Cho nên mình hãy nghĩ một cách thoáng hơn một chút xíu. Rất nhiều người, và đây là cái nhóm người họ mới đo lường được là họ tiếp xúc bao nhiêu con mồi, thì tỷ lệ chuyển hóa bao nhiêu con mồi thành công thì họ mới là người biết. Chứ còn anh chị chưa có nằm ở trong ruột họ thì anh chị không nằm ở trong cái câu chuyện của họ, anh chị không biết được. Nhưng bản thân là rất rủi ro cho những anh chị mà chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà một cái tin xấu cho mọi người đó là hầu hết nhà đầu tư, trên 80% nhà đầu tư là chưa có đủ kiến thức và kinh nghiệm. Mình chẳng qua là mình làm thắng ở đâu đó rồi, hoặc là mình đã có thể để mua bán hàng chục năm. Nhưng một năm anh chị mua có một mảnh, hoặc thậm chí là 2-3 năm anh chị không mua, xong rồi cái lúc và thời điểm sốt mình mua được một vài mảnh, rồi mình cứ nghĩ là mình hàng chục năm trong nghề. Nhưng hỏi là anh chị có một cái hệ thống kiến thức vững chắc chưa, thì hầu hết trả lời là chưa. Đây là cái thiếu sót mà những cái đối tượng kia khai thác đúng cái điểm yếu của anh chị. Nghĩ là mình biết rồi thì hết sức lại cân nhắc. Đây là cái câu chuyện Hiệp chia sẻ, là mong giúp mọi người không có bị vướng vào cái quá trình này nha. Còn đương nhiên Hiệp là một nhà đào tạo thì Hiệp vẫn có những cái khóa học làm sao để mà tránh được những cái tình huống như thế này. Mình nhìn vào cái dấu hiệu thôi là mình đã biết rồi ha, và mình không phải tốn cái thời gian để đi đến luôn anh chị. Không phải tốn thời gian luôn thì mình đâu có dành cái thời gian đó, công sức của tiền bạc của mình lại đi tìm những bất động sản nó hiệu quả hơn. Thì nó sẽ khác biệt rất là lớn giữa một người có công cụ, có tư duy và một người không có, đang mù mờ. Giống như một người mù mờ, anh chị thấy là đi một người không thấy đường á, mà còn không có cây gậy nữa cả, thì rủi ro phía trước mình là sụp hầm sụp hố rất cao. Còn cái người mà họ đã có sáng rồi, họ còn có thêm cái đèn pin để công cụ họ có thể đi trong đêm, thì nó sẽ khác biệt rất lớn nha anh chị. Và cái khóa học rất rẻ thôi, có vài triệu thôi, nhưng có thể
học một lần xài cả đời. Nếu anh chị quan tâm đến khóa học này thì hãy inbox đội ngũ cộng sự sẽ hỗ trợ anh chị chi tiết hơn về khóa học này. Rồi ok, hy vọng là Hiệp sẽ sớm gặp lại anh chị trong khóa học là bậc thầy đầu tư bất động sản thực chiến, hoặc là gặp anh chị ở trong những cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn anh chị đã xem và hẹn gặp lại.